Hello mọi người, thì mình là Chiếu Channel đây. Mọi người có biết là tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Ngày OB46 cập bến để tôi có thể test nhân vật mới là người bạn thân của Mr. Wagon, Lila. Với kỹ năng của Lila, khi dùng súng trường sẽ không bao gồm súng trường tầm xa. Khi tấn công vào chiếc xe đang chạy thì sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển và hiệu ứng làm chậm tồn tại trong 3 giây. Và khi Lila bắn trúng đồng địch thì sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của chúng đi 10%. Và nếu kẻ địch bị knock trong khi đang bị làm chậm thì sẽ đóng băng chúng, không thể di chuyển trong vòng 3 giây. Đồng thời thì Lila sẽ được nhận về một bom keo và hiệu ứng này sẽ hồi lại sau 10 giây. Và đây sẽ là những combo có thể kết hợp cùng với Lila. Combo Super Cộng Cộng, Siêu Làm Chậm, Siêu Đánh Dấu và Siêu Xuyên Phá. Với kỹ năng đầu tiên, Author, sau khi hạ gục kẻ địch sẽ đánh dấu vị trí đồng đội của kẻ địch trong phạm vi 20m và làm chậm tốc độ di chuyển của chúng đi 25%. Trời ơi, Lila mà còn thêm Author nữa thì đồng địch nó lết luôn chứ di chuyển gì nữa trời. Tiếp theo sẽ là Mokko, đánh dấu kẻ địch và chia sẻ thông tin với đồng đội trong vòng 5 giây. Nhưng nếu mọi người có Mokko thức tỉnh thì thời gian đánh dấu nó sẽ kéo dài lên đến 6.5 giây. Và kỹ năng chủ động sẽ là Iris, khi bắn vào bom keo sẽ đánh dấu kẻ địch và có thể bắn xuyên qua 5 lớp bom keo trong thời gian 15 giây. Thời gian hồi chiêu sẽ là 60 giây. Mọi người thấy những combo kết hợp với Lila thì nó có đủ khó chịu chưa? Đủ khiến tim đồng địch khóc thét chưa? Chứ tôi là tôi thấy có mùi rồi đó. Mọi người biết mùi gì không? Mùi khét.